UAV Nga hạ gục xe tăng Leopard 2 của Ukraine. Hạ viện Nga thông qua nhiều dự luật liên quan quân đội. Mỹ lên tiếng sau khi Belarus cảnh báo Wagner muốn tiến vào Ba Lan. Mỹ tăng cường nhiều tổ hợp HIMARS tới Syria để khóa chặt căn cứ của Nga và Iran. Hàng nghìn tiệm làm đẹp ở Afghanistan phải đóng cửa theo lệnh cấm mới của Taliban. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, cập nhật tình hình xung đột Nga-Ukraine. Trong thời gian gần đây, quân đội Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái UAV cảm tử Lancet 3 để tập kích các xe tăng Leopard 2 của Ukraine. Theo Eurasian Times, Truyền thông Nga vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh UAV Lancet 3 của nước này bắn nổ một xe tăng Leopard 2 của Ukraine tại Zaporizhia. Chiếc xe tăng xuất hiện trong đoạn video là mẫu Leopard 2A6 bị UAV cảm tử của Nga bắn trúng khu vực dưới tháp pháo. Sau khi bị tập kích, thùng chứa nhiên liệu của xe tăng đã phát nổ. Dù bên ngoài không bị hư hại quá nhiều, nhưng thiệt hại do UAV Lancet 3 gây ra đủ để vô hiệu hóa khả năng vận hành của chiếc Leopard 2 trong cùng ngày một đoạn video quay lại cảnh UAV Lancet 3 tập kích một xe tăng khác của Ukraine cũng đã được đăng tải mục tiêu bị tập kích lần này là một chiếc xe tăng Leopard 2A4 bị hỏng phần năng pháo sau khi bị UAV của nga đánh trúng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công Ukraine đã mất ít nhất 15 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và hơn 20 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp Leopard 2 là mẫu xe tăng đang được sử dụng ở 13 quốc gia châu Âu. Phiên bản Leopard 2A6 gần 10m, rộng 3,75m, cao 3m, nặng hơn 62 tấn. Xe được trang bị động cơ diesel MTU-MB873KA501, công suất 1479 mã lực, cho phép Leopard 2 đạt tốc độ tối đa 70 km h Vũ khí chính của Leopard 2 là pháo nòng trơn Remento RH-120, cỡ nòng 120mm, có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau. Về khả năng phòng thủ, Leopard 2 sử dụng thiết kế giáp phức hợp và giáp rỗng nhiều lớp, tạo ra khả năng bảo vệ toàn diện trước các loại đạn chống tăng phổ thông. Sau khi dồn dập tập kích các cảng chính ở Odessa và Mykolaiv, Nga tấn công vào các hạ tầng kho vận trên sông Danube, một trong những tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc thay thế của Ukraine. Theo báo từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập kích dạng dáng mới nhất của quân đội nước này nhằm vào hạ tầng dọc sông Danube, một tuyến đường xuất khẩu thay thế của Ukraine ở Odessa sau khi Nga thông báo không gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Oleg Kieper, một quan chức địa phương cho hay, Nga liên tục tấn công vào vùng Odessa. Lần này, hạ tầng cảng trên sông Danube trở thành mục tiêu. Theo cảnh sát địa phương, các kho ngũ cốc cùng với nhiều thùng hàng hóa khác bị phá hủy. Trang tin Reni Odessa dẫn lời một quan chức địa phương nói rằng ba kho chứa ngũ cốc dọc sông Danube ở thành phố cảng Reni đã bị phá hủy trong vụ tập kích bằng UAV của Nga. Thành phố Reni được coi là trung tâm vận tải quan trọng bên sông Danube, đường ngũ cốc Ukraine sang Romania. Trong một diễn biến liên quan khác, một số hãng truyền thông của Ukraine đưa tin về các vụ nổ ở khu vực Ismail, một thị trấn cảng nhỏ bên bờ sông Danube. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thiệt hại. Dữ liệu theo dõi hoạt động vận tải cho thấy khoảng 30 tàu ùn ứ ở Ismail, song không rõ nguyên nhân vì sao. Sau vụ tấn công, Tổng thống Romani cảnh báo sự leo thang gần đây đặt ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh ở Biển Đen. Nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển ngũ cốc của Ukraine, do đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu. Được biết, Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev lợi dụng thỏa thuận dùng tàu hàng ngụy trang để vận chuyển vũ khí. Kiev đã bác bỏ cáo buộc này. Duma Quốc gia Nga vừa bỏ phiếu thông qua một loạt dự luật liên quan tới việc nhập ngũ, trong đó có việc nâng giới hạn trần tuổi nhập ngũ của nam giới từ 27 lên 30, trong khi tuổi nhập ngũ tối thiểu vẫn được giữ nguyên ở mức 18 tuổi. Dự luật được thông qua vào ngày 25 tháng 7 cũng quy định công dân đã nhập ngũ có thể ký một hợp đồng tham gia chế độ quân tình nguyện có thời hạn một năm và có hiệu lực trong một số trường hợp nhất định, như trong thời gian động viên, thiết quân luật và trong thời chiến cũng như xung đột vũ trang hay chiến dịch chống khủng bố. Ngoài ra, lực lượng quân dự bị cũng có thể ký hợp đồng tương tự có thời gian từ một năm trở xuống. Theo kế hoạch, những dự luật này sẽ được trình lên Hội đồng Liên bang Nga để thông qua, Trước khi được tổng thống Nga ký ban hành thành luật và có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, được biết mỗi năm Nga tiến hành hai đợt gọi nhập ngũ. Thông báo nhập ngũ được gửi trực tiếp đến người nhận ở trong nước. Các công dân Nga từ 18 đến 27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, Duma Quốc gia Nga nhất trí với dự luật triển khai hệ thống thông báo nhập ngũ điện tử, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nam giới nhập ngũ. Theo dự luật mới, những người được gọi nhập ngũ sẽ bị cấm ra nước ngoài và sẽ phải báo cáo với văn phòng nhập ngũ sau khi nhận được giấy gọi điện tử. Đến ngày 14 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật siết chặt các quy định liên quan tới việc gọi công dân nhập ngũ. Báo Washington Post của Mỹ vừa dẫn nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cảnh báo trước 2-3 ngày về vụ nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner và có sự chuẩn bị để đối phó. Theo tờ báo này, hồi tháng 6, các cơ quan an ninh của Nga đã báo trước 2-3 ngày cho Tổng thống Putin về việc Wagner đang chuẩn bị một vụ nổi loạn. Nga đã tăng cường an ninh cho các cơ sở chiến lược, trong đó có Điện Kremlin. Tại Điện Kremlin, ở thủ đô Moscow, lực lượng cận vệ được bổ sung và trang bị thêm vũ khí. Tối ngày 23 tháng 6, ông Trung Wagner Prigozhin tuyên bố dẫn 25.000 thành viên của Wagner từ chiến trường Ukraine thực hiện cuộc tuần hành công lý tiến vào biên giới Nga. Đồng thái này diễn ra sau khi Wagner cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào doanh trại giã chiến của lực lượng này khiến nhiều thành viên của họ thiệt mạng. Đoàn xe của Wagner gần như không gặp bất cứ trở ngại nào khi tiến vào vùng biên giới Rostov và chiếm giữ các căn cứ quân sự của Nga ở đây. Bất chấp cảnh báo của giới quan chức Nga, Wagner tiếp tục hành quân đến Moscow. Vụ nổi loạn chỉ dừng lại sau 24 giờ khi Wagner và Điện Kremlin đạt được một thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thông qua vai trò trung gian của tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Truyền thông phương Tây nói rằng một tướng quân đội của Nga có thể đã biết trước vụ nổi loạn của Wagner, tuy nhiên Điện Kremlin đã bác bỏ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Bây giờ sẽ có rất nhiều tin đồn suy đoán về vấn đề này. Tôi nghĩ đây là một trong những ví dụ như vậy." Điện Kremlin tiết lộ, vài ngày sau cuộc nổi loạn của Wagner, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với người chỉ huy của lực lượng này. Ông Putin đã đưa ra một số đề nghị, trong đó có việc Wagner tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng dưới sự dẫn dắt của một chỉ huy trực tiếp khác. Nga được cho là chưa muốn loại bỏ hoàn toàn Wagner bởi lực lượng này vẫn có thể hỗ trợ đáng kể cho chiến dịch của Moscow ở Ukraine. Song muốn thay thế ông Trung Prigozhin bằng một chỉ huy cấp cao khác, người được đề cập đến với biệt danh Tóc Bạc. Trong cuộc họp báo mới đây tại Washington, Mỹ, khi được hỏi về những tuyên bố vừa qua của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong buổi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc lính Wagner muốn tiến vào Ba Lan, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết rằng Ba Lan là một thành viên của NATO và khối này sẽ bảo vệ từng tất đất của họ nếu cần. Ông Miller khẳng định, tôi chỉ muốn nhắc lại rằng liên minh của chúng tôi với Ba Lan rất vững chắc. Tất nhiên, Ba Lan là một thành viên của NATO và chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO nếu cần. Ba Lan là một thành viên của NATO, có chung đường biên giới với Ukraine và Belarus. Ba Lan cũng là một trong những quốc gia hỗ trợ đáng kể cho Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. Ba Lan đã siết chặt an ninh ở biên giới với Belarus từ đầu tháng 7 để đề phòng các mối đe dọa khi Wagner bắt đầu chuyển từ Nga sang Belarus theo thỏa thuận với Điện Kremlin. Hôm 24 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak tuyên bố thành lập một đơn vị mới đóng quân gần biên giới với Litva ở khu vực Suaki Gap, ngăn cách Belarus với vùng Kaliningrad ở biển Baltic. Sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga vào hồi cuối tháng 6, Wagner bắt đầu chuyển quân và vũ khí đến một căn cứ bỏ không ở Belarus, sát biên giới với Ba Lan. Tại đây, lính Wagner huấn luyện cho các đơn vị quân đội của Belarus. Tuần trước, ông Putin cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Belarus từ phía Ba Lan sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào chính Nga. Mới đây, trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ các lính Wagner đóng tại Belarus muốn tiến về Ba Lan, nơi được cho là đầu mối vận chuyển vũ khí phương Tây vào Ukraine. Moscow và Minsk hiện có hiệp ước phòng thủ chung và Nga cũng đang duy trì một lực lượng quân sự nhất định ở Belarus. Tháng trước, Nga xác nhận bắt đầu triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật ở quốc gia đồng minh Belarus trong bối cảnh căng thẳng với NATO liên quan tới vấn đề Ukraine leo thang. Báo chí Nga cho biết Pháp đã viện trợ cho Ukraine khoảng 50 quả Scrap EG, tức Storm Shadow. Đây là tên lửa tàng hình không đối đất do hãng Matra và British Aerospace phát triển, hiện được sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng châu Âu MBDA. Mới đây, Pháp được cho là đã bí mật thử nghiệm phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa hành trình Scrap EG cộng đồng các nhà phân tích quân sự nga đã chú ý rất nhiều đến những gì đang xảy ra theo chuyên gia nổi tiếng vladislav surigin thì có một thông tin đặc biệt về loại tên lửa này cần được xác minh chuyên gia surigin nhận xét đó là các tên lửa slab eg đã được hiện đại hóa chúng là biến thể phóng từ mặt đất triển khai từ một ống phóng dạng container đặc biệt chính các cuộc thử nghiệm kéo dài có thể phục vụ cho việc phát triển phiên bản mặt đất Ông Zurigin cho rằng, người Pháp âm thầm hiện đại hóa tên lửa hành trình Scrap EG suốt thời gian vừa qua. Họ đã tạo ra phiên bản hải quân tương thích ống phóng thẳng đứng trên tàu mặt nước, cũng như biến thể sửa đổi để phóng từ tàu ngầm. Nhà phân tích quân sự người Nga cho rằng, các bệ phóng mặt đất dành cho tên lửa Scrap EG sẽ được lấy từ xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Toska-U hiện đã cạn kiệt đạn dự trữ ông cho hay việc hiện đại hóa như vậy làm gia tăng khả năng chiến đấu của tên lửa scrap eg vì nó cho phép các bị phóng áp sát tiền tuyến tăng phạm vi tác chiến của vũ khí không chỉ có như vậy việc làm này sẽ đánh lạc hướng đối phương đang chờ vụ phóng từ máy bay khi họ tập trung tìm kiếm tiêm kích mang theo tên lửa như vậy được biết tên lửa scrap eg được dẫn đường bởi một hệ thống đo lường quán tính cập nhật đường bay thông qua bản đồ địa hình kỹ thuật số và định vị vệ tinh gps phương thức dẫn đường kiểu này cho độ chính xác cao và khả năng đối phó với các phương tiện tác chiến điện tử của đối phương tốt hơn rất nhiều so với những biện pháp thuộc thế hệ cũ. Quân đội Mỹ đang nỗ lực nâng cao ảnh hưởng của mình tại Syria bằng cách điều động thêm nhiều hệ thống pháo phản lực dẫn đường M142 HIMARS tới điểm nóng nhằm gây áp lực lên Nga và Iran. Các hệ thống này được triển khai ở phía đông bắc Syria, nơi quân đội Mỹ duy trì một số căn cứ quân sự cùng đồng minh người quốc nhằm bảo vệ các mỏ dầu và khí đốt tự nhiên quan trọng. Theo nhận xét, đây là bước đi leo thang rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến cuộc đụng độ lớn tại nước Cộng hòa Ả Rập, nhất là khi căng thẳng giữa Mỹ và Nga đang ở mức rất cao. Washington cho biết họ đang duy trì khoảng 900 binh sĩ ở Syria để chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Tuy nhiên, chính quyền Damas không chấp nhận lời giải thích về hiện diện của quân đội Mỹ khi coi đây là một sự chiếm đóng. Với việc Mỹ điều động thêm nhiều tổ hợp HIMARS tới Syria, không chỉ Nga mà lực lượng vũ trang Iran cũng đối diện đe dọa nghiêm trọng bởi vì các căn cứ của vệ binh cách mạng Hồi giáo nằm trọn trong tầm bắn và có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Việc triển khai các tổ hợp M142 HIMA tại địa bàn đồi núi và có nhiều sa mạc như Syria được nhận xét là bước đi khá hợp lý của Mỹ, bởi vì độ cơ động của M142 cao hơn M270 rất nhiều. Ngoài đích thân quản lý và sử dụng, quân đội Mỹ còn đang tiến hành huấn luyện các nhóm vũ trang người quốc được họ bảo trợ để đồng minh, có thể tự vận hành vũ khí này trong tương lai nếu được viện trợ. Với động thái gây áp lực nghiêm trọng từ phía Mỹ, dự báo Nga cùng với Iran cũng sẽ có những bước đi cụ thể nhằm đáp trả đối phương một cách xứng đáng. Trước đó một chút, Nga cáo buộc Mỹ đã ngầm cho phép tiến hành những bước đi không thể chấp nhận được, đó là cho máy bay chiến đấu của mình chia vũ khí vào phi cơ Nga. Hành động này có thể bị coi là gây hấn công khai bởi chúng bị cấm theo các giao thức quốc tế. Ngày 25 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin, đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, qua đó khẳng định cam kết không đổi của Mỹ đối với an ninh của nước này. Bộ trưởng Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã thảo luận các mối đe dọa do Iran hậu thuẫn đối với an ninh và ổn định khu vực, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm ứng phó với các mối đe dọa này. Ông Lloyd Austin nhấn mạnh, Mỹ tin rằng đồng thuận thông qua đối thoại chính trị, đặc biệt là trong những tuần và tháng tới, là yếu tố quan trọng của dân chủ bền vững. Bộ trưởng Austin cũng khẳng định sự cần thiết của việc lãnh đạo Israel và Palestine có những bước đi nhằm đảm bảo ổn định ở bờ Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi người đồng cấp Israel giải quyết tình trạng bạo lực cực đoan ở các khu định cư chống lại người dân Palestine và tiếp tục nỗ lực cải thiện cơ hội kinh tế cho người dân Palestine ở bờ Tây. Cập nhật tình trạng cháy rừng tồi tệ tại Hy Lạp do nắng nóng đã tăng lên bất thường, vào ngày 25 tháng 7, một chiếc máy bay cứu hỏa của lực lượng không quân Hy Lạp đã bị rơi khi tham gia công tác cứu hỏa trong một đám cháy rừng ở miền Nam Hy Lạp. Hai phi công đã thiệt mạng. Trong một đoạn video của đài truyền hình Hy Lạp cho thấy, chiếc máy bay có số hiệu CL215 màu vàng đang xả lượng nước để hỗ trợ cứu hỏa trên đảo Evia đã gặp sự cố sau khi va chạm với cành cây lớn trước khi bị rơi. Hai phi công 34 tuổi và 27 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis đã hủy bỏ chuyến thăm tới đảo Zip trong ngày 26 tháng 7 và tuyên bố quốc tang trong 3 ngày. Thủ tướng Hy Lạp khẳng định hai chiến sĩ đã hy sinh mạng sống để cứu mạng người dân, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và bày tỏ sự trân trọng với những người lính đang thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa trong những ngày qua. Đây cũng là đợt nắng nóng thứ ba liên tiếp ở Hy Lạp, với nhiệt độ cao nhất lên tới 45 độ C ở nhiều vùng Hy Lạp. Tuần trước, trái rừng bùng phát ở phía tây của thủ đô Athens đã tiêu hủy hàng trăm ngôi nhà và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện tại, chính phủ một số quốc gia của EU đang tích cực cử các lực lượng cứu hộ tham gia ứng phó với cháy rừng ở Hy Lạp. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2021, chính quyền Taliban đã cấm các bé gái và phụ nữ đến trường trung học và đại học, cấm họ đến công viên, hội trợ, khu vui chơi giải trí và phòng tập thể dục thể thao, đồng thời ra lệnh cho họ phải che kín người và mặt ở nơi công cộng. Và mới đây nhất, vào ngày 25 tháng 7, hàng nghìn thẩm mỹ viện, tiệm làm đẹp trên khắp Afghanistan đã phải đóng cửa vĩnh viễn sau lệnh cấm của chính quyền. Vào tháng 6, lệnh cấm thẩm mỹ viện đã được ban hành, buộc hàng nghìn tiệm làm đẹp do người phụ nữ điều hành trên toàn Afghanistan phải đóng cửa. Các thẩm mỹ viện này thường là nguồn thu nhập duy nhất của các hộ gia đình kinh doanh tiệm làm đẹp, đồng thời cắt đất một trong số ít cơ hội còn lại để phụ nữ Afghanistan được giao lưu khi ra khỏi nhà tuần trước các nhân viên an ninh Taliban đã bắn chỉ thiên và sử dụng voi rồng ở Kabul để giải tán đám đông phụ nữ phản đối lệnh cấm. Vào cuối tháng 6, Bộ Khuyến khích Đức Hạnh và Phòng chống tệ nạn Afghanistan đã cho phép các tiệm làm đẹp mở cửa cho đến ngày 24 tháng 7, nói rằng thời gian gia hạn nhằm cho phép họ tiêu thụ hết hàng trong kho. Chính quyền Taliban cho biết đã ra lệnh cấm này vì những khoản tiền xa hoa dành cho việc trang điểm gây khó khăn cho các gia đình nghèo và một số phương pháp điều trị tại các thẩm mỹ viện là không theo đạo hồi. Bộ trên khẳng định việc trang điểm quá đậm khiến người phụ nữ Afghanistan không thể tẩy trang đúng cách để cầu nguyện, trong khi việc nối mi và nối tóc cũng bị cấm. Các tiệm làm đẹp đã mọc lên như nấm trên khắp Kabul và các thành phố khác ở Afghanistan trong 20 năm. Các lực lượng do Mỹ đứng đầu hiện diện ở nước này. Các thẩm mỹ viện được coi là nơi an toàn để tụ tập và giao lưu cách xa nam giới, đồng thời mang đến cơ hội kinh doanh quan trọng cho phụ nữ Afghanistan. Hàng nghìn nữ nhân viên chính phủ hoặc bị mất việc làm khi Taliban tiếp quản hoặc được trả tiền để ở nhà. Và lệnh cấm thẩm mỹ viện sẽ khiến cho 60.000 phụ nữ khác bị mất thu nhập từ công việc tại khoảng 12.000 thẩm mỹ viện, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Phụ nữ ở Afghanistan. Các bạn vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.